bác, anh chị em. Hôm nay Nhiên làm cái clip này, Nhiên chúc cô bác anh chị em nhiều sức khỏe trong mùa Covid này. Và mình mong sao, và Nhiên mong sao cô bác anh chị em nghe được cái clip này cùng đồng hành với Nhiên và thông cảm cho các chiến sĩ công an của chúng ta. Thật sự Nhiên trong lúc này cái mùa Covid, dịch bệnh đó thì nó lan tràn, thì Nhiên thấy các chiến sĩ công an là các chiến sĩ công an và đảng nhà nước ta rất là cực khổ lắm, anh chị biết không? Cực khổ lắm. Anh chị mùa Covid này á, anh chị được ngồi trong nhà, được cách ly, anh chị thoải mái đúng không? Một số anh chị bệnh nhân mà F0 đó. Rồi đi lại mà đi test rồi cũng như là bệnh nhân F0 chạy xe tải từ Bình Điền về mà về giao hàng ở Bình Long, ở An Giang, nhà ở tỉnh của Nhiên đó. Điển hình về bạn đó đi. Khi bạn test xong á, bạn không chờ kết quả. Bạn không chờ kết quả. Rồi bạn bạn xách xe, bạn trốn, bạn xách xe, bạn chạy đi. Bạn chạy đi rồi á, bạn chạy đi, bạn lây nhiễm tùm lum hết. Trong khi cái người đàn ông mà đi cùng với bạn mà làm ở trên Bình Điền á, bạn cũng không khai báo cho cơ quan công an. Rồi á, bạn biết không? Bạn làm như vậy đó, lan tràn ra, rồi nguyên cái khu Bình Long. Nguyên cái khu Bình Long bây giờ hả là giãn cách xã hội. Không phải riêng gì bạn mà một số người bệnh F0. Thiếu ý thức, thiếu nhận thức, các anh chị biết bản thân của các anh chị. Các anh chị có nghĩ cho bà con cộng đồng không? Các anh chị nghĩ lây lan như vậy, rồi giãn cách xã hội nguyên một cái khu vực, nguyên một cái xã như vậy. Đó, anh chị thấy đi. Rồi bà con như thế nào? Đó. Anh chị làm như vậy, anh chị không đi khai báo người tới, anh chị đi từ đâu về đâu mà không bao giờ mà tuân thủ mà đảng nhà nước ra. Làm gì tội nghiệp các chiến sĩ đồng hành không? Nó như cái bạn mà F0 á. Bạn mà F0 đó. Rồi đi lây như vậy đó, rồi giờ hả? Các chiến sĩ đầu ngành, không phải riêng gì ở An Giang mà các chiến sĩ công an ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta và đảng nhà nước ta làm cực khổ anh chị chúng ta là một người dân. Hiện giờ Nhiên rất là cảm ơn mình đang sống trên đất nước được bảo vệ nhân dân như đảng nhà nước Việt Nam của chúng ta. Khi mà biết một bệnh nhân mà F0 rồi đó, lãnh đạo nhà nước phải hay chi vết tở cùng luôn. Đó, F0 rồi F1, F2. Đó, rồi anh chị biết hả? Đó như giãn cách xã hội hả? Rồi sao? Rồi các chiến sĩ đầu ngành công an chúng ta, rồi bên y tế, bộ y tế, bác sĩ lập chốt chặn. Rồi một số người thiếu ý thức giật dây. Khi mà chiến sĩ mà mệt mỏi gì mà trực chiến 100% á, thì mà các chiến sĩ mà nằm xuống mà nghỉ ngơi một chút xíu, nhắm mắt chập mắt thì bắt đầu nó giật dây, nó bứt cái chốt chặn. Người gì đâu mà người dân gì đâu, các anh chị sống trên đất nước Việt Nam được đảng nhà nước bảo vệ nhân dân, có đất nước nào mà như đất nước Việt Nam chúng ta được an bình thái bình như vậy không hả? Anh chị biết khóa hoại không à? Một số anh chị biết phá hoại những cái chốt chặn, rồi anh chị chống đối lại các chiến sĩ công an. Anh chị thiếu nhận thức vậy. Anh chị có nghĩ cho những người xung quanh không? Anh chị có nghĩ những người xung quanh không? Bạn bè của anh chị không? Rồi gia đình của anh chị không? Hả? Hãy riêng gì gia đình anh chị đâu mà nguyên cả khu vực đó, nguyên cái ấp, nguyên cái xã đó phải cách ly để cùng theo, để cùng theo các anh chị. Anh chị nghĩ đi, mùa Covid rồi, bà con làm kinh tế khó khăn rồi, mà anh chị còn thiếu nhận thức nữa. Rồi một số anh chị là trốn qua mà trốn đường biên giới nữa. Anh chị mình thấy các chiến sĩ công an mình rất là cực khổ anh chị.
thật sự mà rất là chua xót luôn anh chị. Các chiến sĩ công an phải đi lên trên bên biên giới, đi canh trên biên giới, sợ những người hả mà hả bên những người ranh giới á, Việt Kiều ranh giới á, mấy ba mà những người bên đó, hả bên Campuchia đi về á, anh chị biết không, trực chiến các chiến sĩ xa nhà xa vợ xa con như vậy, anh chị thấy không, anh chị làm khổ cho cơ phẩm, làm khổ cho lực lượng công an đâu, làm khổ cho người dân nữa. Nhiên ở giờ Nhiên không còn, Nhiên đang làm kinh doanh, Nhiên đang bán heo quay, Nhiên đang thuê ở nhà này, Nhiên đi mở cái lò heo quay ra Nhiên bán. Mà anh chị biết không, bây giờ đây về nhà Nhiên á, như vậy đó, Nhiên cũng không dám về bển nữa. Tại sao? Không phải là không dám về, bây giờ mình đi qua sông, qua đò mình về nhà mình, hay là mình ở huyện khác mình về huyện mình đi, lỡ trên đường mình đi xe đò, xe ôm, hay là mình tiếp xúc những người nào mà người ta thiếu ý thức đi, rồi mình lỡ mình nhiễm đi, rồi mình đi lan tràn cho những người thân của mình, rồi lan tràn luôn không. Cho nên á, Nhiên tại sao nhớ nhà, Nhiên không về, anh chị biết không, ở đâu ở yên chỗ đó, qua dịch bệnh này đi, hết dịch này đi rồi về. Chứ anh chị nghĩ đi, bây giờ nhớ nhà mình về, mình đi trên đường nè, đi qua đò qua xe nè, trong khi qua đò đi, anh chị nghĩ qua đò đi, đâu biết là người đó đi từ vùng dịch nào, lỡ trốn dùng dịch về, lỡ lây nhiễm trên chiếc phà đó, lây mình rồi sao. Cho nên là Nhiên thôi suy nghĩ, thôi bây giờ mình là người dân, mình ở đâu mình ở yên đó, là mình thương đất nước mình thương những người xung quanh mình rồi, mình rất là thương. Hôm nay mình làm cái clip này, mình chia sẻ với các chiến sĩ lực lượng công an, y bác sĩ. Thật sự thấy các chiến sĩ ở đâu mà F0, F1 rồi ha, lực lượng cảnh sát, mà công an, rồi cảnh sát hình sự đồ hả, làm việc rất là cực lực, rất là khổ sở. Thật sự anh chị, đi chi vết F0 ra rồi á, đó, rồi bắt đầu chi vết tới F1, người ta F2, nó sợ lây lan ra cộng đồng. Một cái ổ dịch nó rộng lo lớn như vậy, rồi giờ giả tỷ rồi các chiến sĩ mà không làm gì nữa, nó bùng cái ổ dịch ra đi, rồi cái bệnh viện mình có đủ cái máy thở để mà lo cho người dân. Cho nên á, một số người dân chúng ta phải thấy những lực lượng công an hiện nay giờ mình phải rất là thương xót, rất là xót anh chị, xót dữ lắm. Mình thấy các chiến sĩ mà làm việc mình xót, cực kỳ là xót, trực chiến 100%, rồi đi gà từng ngõ, gõ từng nhà anh chị, cực khổ lắm anh chị, rồi trực chiến 100%. Ăn uống thì các chiến sĩ thấy thất thường, thấy cũng tội lắm anh chị biết không, cực khổ lắm anh chị biết không. Làm ơn á, một số anh chị nào mà ở trong phòng cách ly hay là mà có cái nhiễm bệnh á, làm ơn đi lợi xét nghiệm test, rồi báo cáo y tế, tôi tiếp xúc với ai tự nguyện đi, rồi lấy kết quả, chứ đừng có để lây lan dịch tràn lan ra bà con, những người xung quanh, rồi tội nghiệp cho các chiến sĩ lực lượng công an, các bác sĩ đầu ngành nữa, rồi tội nghiệp cho người dân nữa, lây lan cả cộng đồng, tội nghiệp nhìn cực khổ là sao. Các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ đó cho ai? Cho người dân chúng ta đó. Các chiến sĩ lực lượng công an nè, hình sự đồ đi làm đó. Đảng nhà nước làm cho ai? Làm cho người dân, sợ người dân chúng ta lây nhiễm ra cộng đồng. Lây lan ra cộng đồng rồi thứ nhất là làm nè. Giãn cách xã hội không làm được kinh tế, rồi bà con khổ không? Cho nên đó, những người mà làm mà nhiễm F0 đó, bị nhiễm mà Covid á, làm ơn biết mình nhiễm rồi là đi lợi báo cáo y tế, đi test, rồi xong có giấy xét nghiệm, rồi xong rồi á, là phải báo cáo tôi tiếp xúc với ai sao với những người nào để cho lực lượng công an đỡ khổ ra. Các anh chị nghĩ công an làm cho ai? Làm cho người dân chúng ta, cho nên chúng ta phải thương xót người dân mà công an. Chào anh chị nha, chúc anh chị buổi chiều hạnh phúc vui vẻ nha.